Cùng bạn chụp ảnh trên đường đèo ở Nha Trang, Khánh Hòa, một cô gái đã bị trượt chân ngã xuống vực, gãy chân trái, thương tích vùng mặt và đầu. Vụ việc xảy ra vào sáng nay, mùng 7 tháng 10. Theo đó, cô gái 24 tuổi cùng người bạn trai tới khu vực đường đèo Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang chơi và ngắm cảnh. Trong khi đang chụp ảnh, cô gái này bị trượt chân, ngã xuống khu vực bãi đá phía dưới cách vị trí gặp nạn khoảng 8m, ngay sau khi tiếp nhận thông tin các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đến hiện trường tìm cách đưa nạn nhân lên khỏi vực qua sơ cứu lực lượng cứu nạn xác định cô gái bị gãy chân trái đầu và vùng mặt bị thương nạn nhân sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa điều trị khu vực đèo ở đường phạm văn đồng nằm ở xã vĩnh lương tại đây có cảnh quan nhìn ra biển gần bãi đá hang heo tách biệt khỏi thành phố được nhiều người dân và du khách ghé đến để chụp ảnh